Bạn đang nghe từ Phonos. Khuyến học hay những bài học về tinh thần độc lập tự cường của người Nhật Bản. Tác giả Fukuzawa Yukichi. Người dịch Phạm Hữu Lợi. Độc quyền tại Phonos. Nhã Nam. Fukuzawa Yukichi Vài nét về thân thế và sự nghiệp Nói tiếc Fukuzawa Yukichi Không người Nhật nào lại không biết Họ nói về ông như một trong những bậc khai quốc công thần Của nước Nhật Bản hiện đại Hình ảnh của ông được in trên đồng tiền Có mệnh giá cao nhất ở Nhật Tờ 10.000 Yên Fukuzawa Yukichi là nhà tư tưởng có ảnh hưởng sâu rộng nhất đối với xã hội Nhật Bản thời cận đại. Người Nhật tôn vinh ông là Voltaire của Nhật Bản, không chỉ vì tính triệt để và tầm mức vượt trội trong tư tưởng của ông, mà còn vì, cũng như doanh nhân người Pháp, Fukuzawa Yukichi cùng những người đồng chí của mình là những người khai sáng tinh thần quốc dân Nhật Bản, đem lại linh hồn, động lực và sự hậu thuẫn tinh thần cho công cuộc duy tân của chính phủ Minh trị. Những tác phẩm của ông dù viết từ hơn một thế kỷ trước nhưng vẫn được người Nhật Bản ngày nay hết lòng ngưỡng mộ. Fukuzawa Yukichi sinh năm 1834 trong một gia đình võ sĩ cấp thấp ở Nakasu, nay thuộc tỉnh Oita, Kyushu, Nhật Bản. Cha ông, một viên chức tài chính của các tỉnh, mất sớm khiến gia đình lâm vào cảnh khốn quẩn năm bốn tuổi ông được gửi sang nhà chú ruột làm con nuôi ngay từ thuở niên thiếu ông đã cảm nhận sâu sắc nỗi tuổi nhục do chế độ đẳng cấp và nỗi khổ do tình cảnh khốn quẩn của gia đình ở nakashu quê tôi chế độ quyền thế gia truyền giữa các sĩ tộc được quy định nghiêm ngặt không chỉ trong chốn công đường mà nguyên tắc đó còn thể hiện trong cuộc sống hàng ngày. Ngay cả trong quan hệ giữa đám trẻ con trong làng, con cái của các võ sĩ cấp thấp như tôi phải thưa gửi lễ phép khi nói chuyện với con cái của các võ sĩ cấp cao. Ngược lại, con cái của các võ sĩ cấp cao luôn cao giọng, khiếm nhã đối với tôi. Sự phân biệt chia rẽ trên dưới sang hèn còn thể hiện trong cả lúc chơi đùa chạy nhảy con cái nhà quyền thế chỉ chơi với con cái nhà quyền thế. Trong lớp học, tôi học giỏi hơn. Vật tay, tôi cũng không bao giờ thua. Vậy mà lúc nào chúng cũng tỏ thái độ kiêu căng ngạo mạn với tôi. Tôi bất bình đến mức không sao chịu nổi. Phư cư ra qua, trích tự truyện. Mãi tới năm 14, 15 tuổi, ông mới được đi học ở trường làng. Và ông thấy học vấn ở đâu cũng chỉ toàn là hán học. Mặc dù học nho học, nhưng Fukuzawa Yukichi không lấy đó làm khuôn vàng thước ngọc. Ngược lại, ông càng nhận thấy sự bất công trong xã hội phong kiến. Naka-sư quê tôi, chế độ phong kiến đã áp đặt trật tự xã hội từ hàng trăm năm trước thế nào, thì nay vẫn thế này. Mọi thứ cứ như bị nhồi chặt cứng trong học. Kẻ sinh ra trong nhà quản gia, thì sau này cũng trở thành quản gia. Người sinh ra trong gia đình thấp cổ bé hồng, thì sau này cũng vẫn thấp cổ bé hồng. Tổ tiên là quyền quý, thì đời đời là quyền quý. Tổ tiên nghèo hèn, thì từ đời này sang đời khác, vẫn cứ nghèo hèn. Phư Cư Gia Tự Truyện Năm 19 tuổi, ông theo ngành Hà Lan học. Ngành học ngôn ngữ Hà Lan ngành nghiên cứu y học và các môn khoa học phương Tây như toán, vật lý, hóa học, sinh học qua các sách viết bằng tiếng Hà Lan tại Nagasaki và Osaka. Năm 25 tuổi, Fujikawa Yukichi lên Tokyo. Ông đến thăm cảng Yokohama, được chính quyền Mạc phủ mở cho tàu bè phương Tây ra vào buôn bán. Tại đây, chỗ nào cũng gặp người phương Tây, nhà cửa quán xá mọc lên khắp nơi. Họ ở đó và buồn bán. Tôi dùng tiếng Hà Lan để trao đổi. Họ không hiểu. Nghe họ nói tôi cũng không hiểu. Nhìn vào hàng chữ trên các bản quảng cáo, các tờ cáo thị, tôi không đọc được. Không biết đó là tiếng gì, tiếng Anh hay tiếng Pháp. Phương Cư Gia Qua trích tự truyện. Nhận thấy Hà Lan học đã trở nên lạc hậu với thời đại ông quyết chí bắt tay vào học tiếng Anh. Không có người dạy và nơi học, ông đã dựa vào từ điển để tự học. Năm 1860, tình cờ ông được cử làm thông dịch viên theo phái đoàn của chính quyền Mạc Phủ sang Hoa Kỳ và ông đã đặt chân lên San Francisco và Hawaii. Hai năm sau, năm 1862, ông lại được tháp tùng phái đoàn Mạc Phủ sang châu Âu và năm 1867 ông đặt chân tới các thành phố phía đông Hoa Kỳ trong chuyến tháp tùng phái đoàn của chính quyền Mạc Phủ đi mua tàu. Qua ba chuyến đi trên Fukuyawa Yukichi đã tiếp cận với thế giới văn vật của các quốc gia phát triển phương Tây đồng thời mở ra những hướng mới trong nhận thức về thế giới và làm ông ý thức rõ hơn vị trí Nhật Bản trên trường quốc tế. Có thể nói Chuyến đi sang các nước phương Tây là bước ngoặt mang tính quyết định vai trò của Fukuzawa Yukichi đối với lịch sử Nhật Bản trong thời kỳ chuyển mình từ cuối thời Mạc Phủ sang thời đại Minh Trị. Trong suốt cuộc đời, Fukuzawa Yukichi chích sách, viết sách và xuất bản nhiều tác phẩm có ảnh hưởng to lớn trong việc khai sáng xã hội Nhật Bản. Bằng trực quan sắc bén, ông nắm bắt được nỗi bức xúc của dân chúng nên các tác phẩm của ông với cách viết giản dị, dễ hiểu, lời văn thống thiết đã được mọi tầng lớp độc giả Nhật Bản đón nhận như đang khác gặp nước. Tác phẩm Sự tình phương Tây 10 tập được viết từ năm 1866 đến năm 1870 trên cơ sở những điều mắt thấy tai nghe trong thời gian ở phương Tây. Số lượng phát hành lên tới 25 vạn bản. Tác phẩm giới thiệu thế giới văn vật quan điểm về quyền lợi và nghĩa vụ, chế độ chính trị, cơ cấu xã hội, nền giáo dục, học thuật, luật pháp, lịch sử, nền công nghiệp, quân sự, vân vân, của các quốc gia Âu Mỹ. Tác phẩm này được người Nhật Bản coi là cẩm nang của chính phủ Minh Trị trong việc xây dựng xã hội Nhật Bản theo mô hình phương Tây. Trong tác phẩm Khái lược về văn minh, xuất bản năm 1875 và Đổi mới lòng dân Xuất bản năm 1879. Fukuzawa Yukichi, khảo sát về lịch sử và nguyên nhân phát triển của các nền văn minh cổ kim Đông Tây. Ông đã bàn về con đường hưng thịnh, suy vong của Nhật Bản, về cuộc sống của nhân dân Nhật Bản khi tiến lên văn minh trong tương lai. Tư tưởng, triết học, quan điểm lịch sử, quan điểm quốc gia của Fukuzawa Yukichi được biểu lộ qua hai tác phẩm này. Ngoài ra, Fukuzawa Yukichi còn viết một loạt các tác phẩm hướng đến công chúng đông đảo, mà đặc biệt là tầng lớp thanh niên. Các tác phẩm này nhằm truyền bá những tư tưởng canh tân vào xã hội Nhật Bản, một đất nước đang thực hiện công cuộc duy tân do chính phủ minh trị tiến hành từ trên xuống. Nhưng xã hội bên dưới vẫn còn trong vòng kiềm tỏa của những quan hệ, những tập quán, tập tục lỗi thời đã trải qua hàng ngàn năm của chế độ phong kiến mạc phủ. Những tác phẩm tiêu biểu trong số đó là: Khuyến học năm 1872, 1876, Bàn về dân quyền, bàn về tiền tệ năm 1878, Bàn về quốc quyền, bàn về quốc hội năm 1879, Bàn về kinh tế tư nhân năm 1880, Bàn về thời sự thế giới, bàn về quân sự năm 1882 bàn về nghĩa vụ quân sự, bàn về ngoại giao năm 1884, bàn về phụ nữ Nhật Bản, bàn về phẩm hạnh năm 1885, bàn về cách nhân sĩ xử thế, bàn về giao tiếp nam nữ năm 1886, bàn về nam giới Nhật Bản, bàn về hoàng gia Nhật Bản năm 1888 bàn về thuế đất, bàn về tiền đồ và trị an quốc hội, năm 1892; bàn về thực nghiệm, năm 1893; Furukawa Yukichi tuyển tập, năm 1897-1899; bàn về đại học nữ, đại học nữ mới, năm 1899; Furukawa Yukichi tự truyện năm 1899. Năm 1868, để nâng cao dân trí, đào tạo thanh niên, sinh viên, thế hệ gánh vác trọng trách xây dựng một nước Nhật Bản văn minh, Fukuzawa Yukichi đã thành lập trường Kyo Gijuku, tức Kyo Nghĩa Thục. Tiền thân của trường Đại học Kyo nổi tiếng hiện nay tại Tokyo. Phan Bội Châu có đến thăm trường Kyo Gijuku trong thời gian ở Nhật Bản Trường Đông Kinh Nghĩa Thục lập tại Hà Nội năm 1907 chính là dựa trên hình mẫu của trường này. Năm 1873, Fukuzawa Yukichi cùng với một số trí thức tay học lập ra hội Merokusa. Hội viên có 10 người và đều là các học giả thuộc nhiều ngành như Mori Arinori, sinh năm 1847, mất năm 1889. Nakamura Masanao, sinh năm 1832, mất năm 1891. Kato Hiroyuki, sinh năm 1836, mất năm 1916. Nishi Amane, sinh năm 1829, mất năm 1897. Taguchi Ukichi, sinh năm 1828, mất năm 1903. Họ tổ chức viết sách, dịch thuật tổ chức các buổi diễn thuyết, xuất bản tập sang Meruku, làm diễn đàn để phổ biến và tranh luận đủ mọi vấn đề, chính trị, giáo dục, tôn giáo, kinh tế, pháp luật, vai trò phụ nữ, phong tục, nhật ngữ, vân vân. Các thành viên trong hội Merukusa đã dịch và giới thiệu nhiều tác phẩm về tư tưởng chính trị, kinh tế, luật pháp, giáo dục phương Tây ra tiếng Nhật. Các tác phẩm được dịch và giới thiệu trong thời kỳ này là các cuốn Tự giúp mình của Samuel Smiles, sinh năm 1812, mất năm 1904. Tự do luận, chính trị kinh tế học, chủ nghĩa công lợi của J.S. Mill, sinh năm 1806, mất năm 1873. Nam nữ bình quyền luận, giáo dục của Herbert Spencer, sinh năm 1820 mất năm 1903. Tinh thần pháp luật của Montesquieu, sinh năm 1689, mất năm 1755. Khế ước xã hội của Rousseau, sinh năm 1712, mất năm 1778. Tự do mậu dịch của Adam Smith, ngoài ra thuyết tiến hóa của Darwin và tác phẩm Eigenmiss Grace* của J.C. Blansley, người Đức, cũng được dịch và giới thiệu. Năm 1879, Viện Học sĩ Tokyo, tiền thân của Viện Hàn Lâm Nhật Bản ngày nay, ra đời. Fukuzawa Yukichi được chọn làm viện trưởng. Năm 1882, ông sáng lập và làm chủ bút tờ Thời sự Tân Báo để trao đổi quan điểm về các vấn đề trong xã hội Nhật Bản thời ấy. Để đóng góp hữu hiệu trong việc khai hóa văn minh, nâng cao dân trí, phát triển xã hội, Fukuyawa Yukichi chủ trương các học giả phải có lập trường độc lập với chính phủ. Do đó, suốt cả cuộc đời ông nhất quyết từ chối mọi lời mời tham dự chính quyền, mặc dù nhiều học giả cùng hội cũng như các môn đệ của ông giữ những trọng trách quan trọng trong chính phủ minh trị. Năm 1900, ông được nhận giải thưởng từ Hoàng gia Nhật Bản do công lao đóng góp cho sự nghiệp giáo dục. Giải thưởng trị giá 50.000 Yên, ông tặng lại số tiền cho trường Keo. Năm 1901, ông mất do xuất huyết não, thọ 68 tuổi. Cuốn sách mà các bạn đang cầm trên tay là cuốn Khuyến học, được ông viết trong thời gian năm 1872-1876. Đây không phải là tác phẩm đồ sộ và sâu sắc nhất của ông, nhưng lại là tác phẩm có ảnh hưởng sâu rộng nhất đến công chúng Nhật Bản. Khi mới được in lần đầu, cuốn sách này có một số lượng ấn bản kỷ lục là 3,4 triệu bản, trong khi dân số Nhật Bản thời đó chỉ khoảng 35 triệu người. Chỉ riêng điều đó đã cho thấy, đây thực sự là cuốn sách gối đầu giường của mọi người dân Nhật Bản trong thời kỳ duy tân. Kể từ đó đến nay, cuốn sách này đã được tái bản liên tục. Chỉ tính từ năm 1942 đến năm 2000, riêng nhà xuất bản Iwanami Bunko cũng đã tái bản đến 76 lần. Trong cuốn sách này, Fukuzawa Yukichi đề cập tinh thần cơ bản của con người và mục đích thực thụ của học vấn. Với các chương viết về sự bình đẳng, quyền con người, ý nghĩa của nền học vấn mới, trách nhiệm của nhân dân và chính phủ trong một quốc gia pháp trị khuyến học đã làm lay chuyển tâm lý người dân Nhật Bản dưới thời Minh Trị với tuyên ngôn trời không tạo ra người đứng trên người và cũng không tạo ra người đứng dưới người. Fukuyawa Yukichi đã gây kinh ngạc và bàng hoàng như không tin vào tai mình cho đa số người dân Nhật Bản vốn bị trói buộc bởi đẳng cấp, thân phận, quen phục tùng, phó mặc và e sợ quan quyền suốt hàng trăm năm dưới chính thể phong kiến mạc phủ. Ông khẳng định mọi người sinh ra đều bình đẳng và nếu có khác biệt là do trình độ học vấn. Về học vấn, Fukuzawa Yukichi phê phán lối học từ chương và nhấn mạnh Nhật Bản phải xây dựng nền học vấn dựa trên thực học. Nền học vấn thực học phải gắn liền với cuộc sống hàng ngày, phải dựa trên tinh thần khoa học, tinh thần độc lập, tính thực dụng việc tiếp thu văn minh phương tây phải có chọn lọc quan điểm xuyên suốt cuốn sách là làm thế nào để bảo vệ nền độc lập nhật bản trong bối cảnh các cường quốc phương tây đang muốn biến toàn bộ châu á thành thuộc địa với độc giả việt nam hiện nay nhiều tư tưởng của fukuzawa yukichi trong khuyến học có lẽ không còn là điều mới mẻ gây chấn động lòng người như đối với người dân nhật bản ở thời minh trị tuy nhiên cách đặt vấn đề của ông thì vẫn còn nguyên ý nghĩa thời sự đối với những quốc gia đang trên con đường hiện đại hóa ngoài ra cuốn cẩm nang của người nhật này cũng sẽ giúp cho độc giả việt nam hiểu rõ hơn những đặc điểm về tính cách và tinh thần của người nhật bản hiện đại những người từ thân phận nông nô ăn nhờ ở đậu nhờ có sự khai sáng của những con người như fukuzawa yukichi mà đã trở thành quốc dân của một đất nước nhật bản hiện đại và văn minh như ngày nay. Phần 1. Trời không tạo ra người đứng trên người. Mỗi người sinh ra đều bình đẳng nếu có khác biệt là do học vấn người ta thường nói trời không tạo ra người đứng trên người và cũng không tạo ra người đứng dưới người kể từ khi tạo hóa làm ra con người thì tất cả sinh ra đều bình đẳng mọi người đều có tư cách có địa vị như nhau không phân biệt đẳng cấp trên dưới giàu nghèo loài người chúa tể của muôn vật bằng hoạt động trí óc và hoạt động chân tay mà biến mọi thứ có trên thế gian thành vật có ích cho bản thân mình nhờ thế mà thỏa mãn được nhu cầu ăn mặc ở sống tự do theo ý muốn và không làm phiền làm cản trở cuộc sống của đồng loại con người có thể sống yên ổn vui vẻ trên thế gian đó là ý trời là niềm hy vọng của trời đối với con người vậy mà nhìn rộng ra khắp xã hội cuộc sống con người luôn có những khoảng cách một trời một vực đó là khoảng cách giữa người thông minh và kẻ đần độn giữa người giàu và người nghèo giữa tầng lớp quý tộc và tầng lớp hạ đẳng như thế là tại làm sao nguyên nhân thực ra rất rõ ràng cuốn sách dạy tu thân thực ngữ giáo có câu kẻ vô học là người không có tri thức kẻ vô tri thức là người ngu dốt câu nói trên cũng có thể hiểu sự khác nhau giữa người thông minh và kẻ đần độn là ở chỗ có học hay vô học mà thôi trên thế gian có cả việc khó lẫn việc dễ người làm việc khó được coi là người quan trọng người làm việc dễ thường có địa vị thấp bị coi thường công việc cần sự khổ nhọc về tinh thần được xem là việc khó còn lao động chân tay là việc dễ vì thế học giả quan chức chính phủ giám đốc các công ty lớn chủ trang trại sử dụng nhiều nhân công là những người có địa vị cao quan trọng một khi đã là những người có địa vị quan trọng thì đương nhiên gia đình họ cũng giàu sang sung túc đến mức tầng lớp hạ đẳng nằm mơ cũng không được tuy vậy nếu suy nghĩ kỹ lưỡng gốc rễ của vấn đề thì chỉ có một nguyên nhân đó chẳng qua là do có chịu khó học hay không mà thôi chứ có người nào được trời phú cho đâu ngạn ngữ có câu trời không ban cho con người phú quý chính con người tạo ra giàu sang phú quý có nghĩa là trời nhìn vào kết quả hoạt động lao động của con người để ban thưởng như tôi đã đề cập ở con người vốn dĩ không có chênh lệch sang hèn giàu nghèo vì thế có thể nói rằng người chịu khó học hiểu biết nhiều sẽ trở thành người quan trọng sống sung túc người vô học sẽ trở thành con người thấp kém nghèo khổ học những môn thiết thực cho cuộc sống học vấn là gì đó không phải là học chỉ cốt để hiểu câu khó chữ khó càng không phải là việc học chỉ để giải thích văn cổ đọc thơ vịnh thơ học như vậy không có ích gì cho cuộc sống cả đọc các tác phẩm văn học cũng là để động viên an ủi lòng người như thế chẳng phải là môn học có ích cho cuộc sống đó sao nhưng tôi không nghĩ rằng văn học là môn học quan trọng đến mức phải thờ phụng nó như các thầy dạy hán văn cổ văn thường nhấn mạnh trong cuộc sống tôi hầu như không thấy thầy dạy hán văn nào có được tài sản đáng kể cũng như các thương gia vừa giỏi thơ phú vừa thành công trong kinh doanh lại càng hiếm với lối học như hiện nay chỉ tăng thêm sự lo lắng trong các bậc phụ huynh nhà nông những người hết lòng chăm lo việc học tập của con cái chúng nó cứ học theo kiểu này chắc có ngày tán gia bại sản mất điều đó là đúng vì lối học này không thực tế không thể áp dụng kết quả học tập vào thực tiễn cuộc sống. Vậy thì giờ đây chúng ta phải học cái gì và học như thế nào? Trước hết, phải học những môn học thực dụng cần thiết cho cuộc sống hàng ngày. Ví dụ, phải thuộc lòng bản 47 chữ cái Kana, học cách soạn thảo thư từ, ghi chép trương mục kế toán, sử dụng thành thạo bằng tính, nhớ cách cân, đông, đo, đếm tiếp đến là phải học các môn như địa lý để biết được phong thổ nhật bản và các nước trên địa cầu vật lý là môn học giúp ta phân biệt được tính chất của mọi vật thể trong thiên nhiên qua đó tìm ra tác dụng của nó học sử vì đây là môn học giúp ta hiểu biết cặn kẽ mọi sự kiện ghi trên niên biểu lịch sử qua đó chúng ta có thể nghiên cứu quá khứ hiện tại của mọi quốc gia học kinh tế là môn giải đáp cho chúng ta mọi vấn đề liên quan đến việc chi tiêu trong mỗi gia đình cũng như nền tài chính của cả quốc gia học môn đạo đức môn này giúp ta hiểu về hành vi hành động của bản thân hiểu cách cư xử cách giao tiếp cách sinh hoạt giữa người với người để học các môn này cần thiết phải đọc tất cả các quyển sách của châu âu đã được dịch ra tiếng nhật đối với các bạn trẻ có khả năng thì tôi khuyên nên đọc trực tiếp các nguyên bản bằng tiếng anh pháp đức khi học phải nắm được nội dung chủ yếu của môn học trên cơ sở đó phải hiểu được bản chất cơ bản của mọi sự vật học như vậy mới có ích cho cuộc sống đó là thực học mà ai cũng phải học là học vấn mà hết thảy mọi người đều phải tự trang bị không phân biệt đẳng cấp khoảng cách giàu nghèo chính việc tự trang bị kiến thức này Từng cá nhân trên cơ sở làm trọn chức trách của mình sẽ điều hành quản lý tốt gia nghiệp được trao. Cá nhân có độc lập thì gia đình mới độc lập. Có như thế, quốc gia cũng độc lập. Tự do không phải là chỉ biết có tôi cho riêng tôi. biết đúng vị trí chỗ đứng của mình là rất quan trọng kể từ khi sinh ra con người không phải chịu sự can thiệp của bất cứ một ai nam cũng như nữ đều có quyền tự do sinh sống đúng là con người có quyền tự do nhưng lúc nào cũng khăng khăng đòi phải được làm theo ý muốn của riêng mình mà không biết rõ vị trí của mình thì sẽ trở nên chỉ biết có mình cho riêng mình như thế là tự mình làm hỏng mình dựa trên đạo lý mà trời đã định vị trí của mỗi người là ở chỗ biết trọng tình người không làm phiền hay cản trở người khác biết bảo vệ quyền tự do bản thân tự do bản thân không có nghĩa là muốn làm gì thì làm không có nghĩa là làm phiền hoặc cản trở người khác ví dụ như có người nói tiền tôi thích uống rượu tôi uống thích mua hoa tôi mua đó là quyền tự do của tôi chứ động chạm gì tới ai suy nghĩ như vậy là sai ham mê tự sắc làm ảnh hưởng tới người khác lại lôi kéo bạn bè làm hại nền giáo dục xã hội cứ cho là tiền tôi tôi xài nhưng không vì thế mà có thể bỏ qua những hành vi tội lỗi gây ra cho xã hội tự do và độc lập không chỉ liên quan tới từng cá nhân mà còn là vấn đề của quốc gia nữa nhật bản chúng ta là một quốc đảo nhỏ nằm ở phía đông châu á cách xa đại lục Lâu nay không giao thương với ngoại quốc, bế quan tỏa cảng, tự cung tự cấp. Mãi đến thời Gia Vĩnh, 1848, 1854, khi hạm đội Mỹ kéo đến gây áp lực, Nhật Bản mới bắt đầu mở cửa giao thương với nước ngoài. Thế mà ngay cả khi đã mở cửa, trong nước vẫn chưa hết tranh cãi ồn ào xung quanh việc tiếp tục đóng cửa hay mở cửa tiếp tục lên án người ngoại quốc là lũ mang di mọi rợ. Những cuộc tranh cãi như vậy thật là vô bổ, có khác nào ít ngồi đáy giếng coi trời bằng vung? Thử nghĩ xem, chẳng phải là người Nhật chúng ta cũng như người dân các nước phương Tây, cùng ở trên một quả đất, hưởng chung ánh mặt trời, ánh trăng, thở cùng một không khí, hưởng cùng một đại dương và đều là con người cả đó sao? Chúng ta thừa sản vật, thì chia bớt cho người ta người ta thừa sản vật thì chia lại cho mình cùng học hỏi lẫn nhau không ai tự cao tự đại không làm nhau hổ thẹn dân nhật ta cũng như dân họ đều cùng mong phát triển cùng mong hạnh phúc đó sao chúng ta phải tận tâm làm hết sức mình trong quan hệ quốc tế sao cho đúng ý trời hợp lòng người nếu đúng đạo lý thì cần phải chuộc lỗi với người phi châu cũng phải làm còn để bảo vệ lập trường chính nghĩa thì dù là pháo hạm Anh hay Mỹ chúng ta cũng không sợ khi quốc gia chịu nổi nhục mất nước thì mọi người dân Nhật không trừ một ai đều sẵn sàng xả thân để bảo vệ thanh danh của tổ quốc như vậy đất nước mới tự do quốc gia mới độc lập thế nhưng trên thế gian này vẫn có quốc gia tự phong cho mình là trung tâm của vũ trụ Họ nghĩ là ngoài đất nước họ ra không có quốc gia nào tồn tại cả. Hễ cứ nhìn thấy người ngoại quốc thì miệt thị như loài thú hoang, gọi họ là mang di mọi rợ. Kết cục là quốc gia đó tự chuốt lấy sự căm ghét của các nước khác. Đó là một kiểu chỉ biết cái tôi ở tầm quốc gia. Đó là cách ngoại giao không biết mình biết người, không nắm rõ ý nghĩa của từ tự do. học để dám nói lên chính kiến và thực hiện đầy đủ bổn phận với đất nước. Kể từ khi thiết lập chế độ quân chủ, nền chính trị Nhật Bản đã có những thay đổi mạnh mẽ. Về đối ngoại, chính phủ đã ban giao với ngoại quốc trên cơ sở công pháp quốc tế. Về đối nội, chính phủ đã mang lại tinh thần tự do, độc lập cho dân chúng. Người dân chúng ta đã được phép mang đầy đủ họ và tên, được phép cưỡi ngựa. Đó là sự thay đổi to lớn kể từ thỏa lập quốc, tạo cơ sở bình đẳng về địa vị giữa các thành phần võ sĩ, tức samurai, nông, công, thương trong xã hội. Chế độ đẳng cấp, địa vị của một người được quy định trước cả khi người đó ra đời đã hoàn toàn bị xóa bỏ. Chú thích: Thiết lập chế độ quân chủ, tức là việc Nhật Hoàng Minh Trị lên cầm quyền, chấm dứt 265 năm cai trị của chính quyền phong kiến Mạc phủ ở Nhật Bản. Chính phủ Minh Trị đã mở ra một chương mới trong lịch sử Nhật Bản với công cuộc Minh Trị Duy Tân, hiện đại hóa Nhật Bản. Cho tới thời đó ở Nhật Bản, chỉ có các võ sĩ samurai mới có quyền mang đầy đủ họ và tên. Còn mọi thành phần khác trong xã hội chỉ được đặt tên nhưng không được phép mang họ. Nhờ sự thay đổi này, người dân Nhật Bản mới biết được dòng họ, cha phả của mình. Cũng như vậy, ngoài tầng lớp võ sĩ ra, không một ai được phép cưỡi ngựa là phương tiện di chuyển duy nhất thời ấy. Chế độ đẳng cấp, tiếng Nhật gọi là Mibunshido, chính sách do chế độ phong kiến mạc phủ Tokugawa đề ra chính sách này phân chia xã hội thành bốn loại võ sĩ tức samurai nông công thương hay còn được gọi là tứ giới và cấm không cho tứ giới được thay đổi nghề nghiệp cha là võ sĩ thì con cũng suốt đời là võ sĩ cha làm ruộng hay làm thợ thì con cháu cứ vĩnh viễn phải theo nghề đấy lại cấm không cho người dân được thay đổi chỗ ở tự do di cư ai ở nông thôn cứ phải ở nông thôn ai ở thành thị thì cứ phải ở thành thị luật lệ của chế độ mạc phủ cực kỳ nghiêm ngặt người dân nào vì bất kỳ lý do gì mà tự động di cư bắt được thì căng nọc khảo tra dẫu có được dẫn giải về nguyên cư thì cũng đã khắc khừ gần chết vì roi vọt chính sách này nhằm chủ yếu vào tầng lớp nông dân buộc họ cứ phải ở nông thôn cày ruộng để cung cấp thóc lúa cho mạc phủ nội có được bao nhiêu thóc lúa gặt về thì cũng phải chờ võ sĩ đến lấy thuế đã. Phần còn lại mới được phép xây ăn và làm vốn cho vụ tới. Nếu như không đủ số thóc thuế quy định, thì phải bán vợ đỡ con đi để đông kỳ đủ thóc thuế. Nông dân thời mặc phủ chết đói liên miên bởi chế độ đẳng cấp này. Trích Nhật Bản Tư Tưởng Sử, tập 2, trang 131, Nguyễn Văn Tần Dịch. Trở lại câu chuyện, từ nay trở đi địa vị xã hội của cá nhân sẽ được quyết định tùy theo tài năng phẩm cách và vai trò của mỗi người quan chức chính quyền được bổ nhiệm theo tài năng và nhân cách và là người thực thi luật pháp cho chúng ta chúng ta kính trọng họ theo lẽ đó chứ không phải chúng ta kính trọng chức vụ và thành phần xuất thân của họ chúng ta không phải tuân theo con người họ chúng ta chỉ tuân thủ luật pháp tức quốc pháp mà họ đang thừa hành dưới thời chính quyền phong kiến mạc phủ, người dân chúng ta luôn phải khiếp sợ, né tránh, cúi rạp mình trước các tướng quân. Chú thích, tiếng Nhật là Shogun, chỉ người có chức vị và quyền cao nhất trong chính quyền mạc phủ. Trở lại câu chuyện. Ngay cả lũ ngựa của các tướng quân cũng làm chúng ta hoảng sợ, không dám đi chung đường với chúng. Bầy chim cắt dùng dữ mồi khi các tướng quân đi săn bắn cũng làm chúng ta khiếp đảm, phải cúi lại, phải phủ phục cho đến khi lũ chim bay khuất mới dám ngẩng đầu đứng lên đi tiếp. Người ta đã buộc chúng ta phải quen, phải sợ những thứ được coi là luật lệ, tập quán, hà khắc ấy. Giờ đây nghĩ lại, ai ai cũng cảm thấy kinh tởm. Những thứ luật lệ, tập quán đặt ra một cách vô cớ đó không phải là luật pháp hay quốc pháp để chúng ta phải tuân thủ chúng là những thứ đã cướp đoạt mọi quyền tự do của chúng ta chúng là những thứ được đặt ra để gieo rắc nỗi sợ hãi trong chúng ta trước uy quyền của chế độ phong kiến mạc phủ và nhằm để che đậy bản chất lộng hành không minh bạch của chính chế độ đó giờ đây toàn bộ cái chế độ và luật lệ ngu xuẩn ấy đã bị xóa sổ vì thế không lẽ gì chúng ta cứ phải sợ bóng sợ vía các cấp chính quyền đó mãi nếu có gì bất mãn với chính quyền hiện tại, chúng ta phải kháng nghị, tranh luận một cách đường đường chính chính. Tại sao chúng ta chỉ dám nói xấu, kêu ca sau lưng họ mà không dám chỉ mặt vạch tên? Những kháng nghị hợp lòng dân, đúng đạo trời, dù có phải đổi cả tính mạng, chúng ta cũng phải tranh đấu. Đây là bổn phận mà mỗi người dân chúng ta phải thực hiện đối với đất nước. Học để hiểu trách nhiệm của bản thân. Như tôi đã nói ở trên, độc lập và tự do dựa trên đạo lý của trời đã trở thành nguyên tắc trong mỗi người cũng như của cả quốc gia chúng ta. Nếu như có kẻ gây phương hại đến nguyên tắc này thì dù có phải biến cả thế giới thành kẻ thù, chúng ta cũng không sợ huống hồ chúng ta lại phải sợ một số quan chức chính phủ lộng quyền giờ đây chúng ta đã xác lập được tinh thần cơ bản mọi người dân đều bình đẳng vì thế chúng ta hãy yên tâm phát huy hết mọi khả năng sức lực và trí tuệ của mình mỗi người đều có mỗi bổn phận do đó phải tự vun đắp tài năng rèn luyện nhân cách sao cho xứng đáng với bổn phận đó để làm được điều này ai ai cũng phải học chữ học ngôn ngữ có chữ biết ngôn ngữ sẽ lý giải được mọi đạo lý của sự vật nói đến đây chắc các bạn sẽ hiểu giúp tôi rằng học vấn là vấn đề cấp bách biết nhường nào hiện nay tầng lớp thường dân cũng đã sánh vai ngang hàng với tầng lớp võ sĩ samurai cho nên con đường được lựa chọn vào các chức vụ trong chính quyền cũng mở ra cho chúng ta nếu chúng ta có tài chúng ta phải tự giác trước bổn phận của bản thân không chạy theo những hành động rồi dại phải cẩn trọng. Tôi chắc rằng không ai đáng thương hại hơn là những người vô tri thức, những người không hiểu lẽ phải và cũng không ai khó giao tiếp hơn những người ấy. Vì không có tri thức, không có năng lực tự thức tỉnh nên họ căm ghét oán giận những người giàu có chính đáng. Đôi khi họ tập hợp thành bầu đoàn đi đánh cướp. Bản thân họ được luật pháp bảo vệ nhưng hệ cứ cảm thấy bất lợi cho mình thì họ lại thản nhiên vi phạm, ngang nhiên phá luật lại có không ít người có được chút ít tài sản tiền bạc thì chỉ lo tích trữ cất giấu không bao giờ suy nghĩ đầu tư cho con cháu học hành vì thế con cháu họ chỉ biết ăn chơi lêu lỏng dốt nát và cứ thế tiêu pha tàn phá tài sản của ông cha mình đối với những người như vậy không thể mang đạo lý ra để giảng giải mà chỉ có cách là dùng uy lực đe dọa chứ không có cách nào khác ám chỉ điều này người phương tây có câu tục ngữ dân ngu tự chuốt lấy chính sách bảo tàng người dân tử tế nghiêm túc thì chính phủ cũng buộc phải tử tế nghiêm túc nước nhật chúng ta có dân trên dân có chính phủ phẩm chất của dân rơi vào vòng ngu tối vô học thì luật pháp của chính phủ cũng trở nên hà khắc nhưng nếu quốc dân có chí học hành tiếp thu văn minh thì không có cách nào khác chính phủ cũng sẽ phải quảng đại nhân đạo luật nước hà khắc hay quảng đại hoàn toàn tùy thuộc vào thái độ phẩm cách của quốc dân có người dân nào lại mong muốn một chế độ chính trị tàn bạo có người dân nào lại mong cho đất nước kém phát triển có người dân nào lại mong cho nước mình bị ngoại bang khinh miệt không và không thể có đó là tình con người trong mỗi chúng ta nếu như ai ai cũng một lòng một giả báo đáp cho tổ quốc nơi mình sinh thành thì chúng ta không bao giờ phải lo nghĩ hay bất an đến tương lai đến tiền đồ của nhật bản mục đích của chúng ta chỉ có một giữ gìn hòa bình cho đất nước do vậy điều quan trọng hơn bất kỳ điều gì khác là mỗi người chúng ta ai ai cũng phải học hành mở mang tri thức mài dũa tài năng nhân cách sao cho xứng với bổn phận của mình ngược lại chính phủ phải có trách nhiệm soạn thảo và thông báo đến mọi người dân những chính sách dễ hiểu. Mục tiêu duy nhất của chính phủ là phải mang lại cuộc sống ấm no, yên ổn cho dân. Những lời về học vấn mà tôi khiên nhủ các bạn cũng chỉ nhằm tới điều này. Nhân dịp khai trường ô nghĩa thuật tại quê tôi, huyện Nakasu, tỉnh Oita. Tôi chấp bút viết chương này đưa cho bạn bè đồng hương xem. Nhiều bạn hữu sau khi đọc xong nói với tôi rằng Bài viết này không chỉ cho bạn bè đồng hương tham khảo mà nên gửi tới bạn đọc gần xa nữa. Như vậy sẽ có hiệu quả hơn nên tôi đã cho in thành nhiều bản để các bạn cùng đọc. Tháng 2 năm Minh Trị thứ năm tức năm 1872 Bạn vừa nghe xong phần 1 của quyển sách. Để nghe phần còn lại, bạn có thể mua sách nói trực tiếp hoặc mua bằng thẻ sách khi đăng ký gói cước hội viên cao cấp của Phonos. Không chỉ tiết kiệm lên đến 60% chi phí so với mua trực tiếp, gói cước hội viên cao cấp của Phonos còn cho phép bạn truy cập vào tất cả các nội dung độc quyền hấp dẫn khác như tóm tắt sách, truyện ngủ, thiền và nhiều hơn nữa.